Hello anh em, lại là mình đây. Nay mình mới đổi với khách một em máy này ha. Ta đi cưa cao su thanh lý, ta chơi cái máy 660 rồi. Đưa cái máy này lại cho mình. Máy này ta cũng mới mua mà đều nó nhỏ quá, cưa cao su thanh lý không nổi. Này mình bán thanh lý rẻ rẻ về cho anh em trèo cao nữa, cắt nhánh hạ dừa đồ là ok nha. Nói chung là xài gia đình, không khuyến khích anh em đi cắt thanh lý nha. Nếu anh em nào đi mua cưa cây thanh lý thì mình sẽ không bán, mình cũng nói trước nha. Này là chỉ cắt xài gia đình, cắt nhỏ lẻ đồ thì ok. Em máy này là nó có tên gọi là Mitsu Yanma. Đây, Mitsu Yanma. Người ta mua máy là mua đâu ở dưới Long Hoa gì á là 3 triệu mấy. Mình không biết, ta nói vậy thôi. Nhưng người ta đổi với mình thì người ta lấy cây 66 rồi, mình quy cái này mình thị lợi thì mình thanh lý rẻ cho anh em luôn. Cái máy này còn mới chát luôn anh em, tại chưa có vệ sinh. Là nó có luôn lam xích của nó luôn, Mitsu Yanma luôn. Và một cái đầu máy như thế này đầy đủ hết, mình đưa hết luôn. Đó, mình đưa nguyên cho anh em, có sao mình đưa vậy nha. Đồ đạc là mình bao anh em là riêng từ A tới Á, chưa thay thế bất cứ gì nha. Tại máy này là nó còn mới mà về nó cắt không nổi. Rồi anh em ra thanh lý cho mình, lấy cái 660 của mình rồi. Giờ mình thanh lý rẻ lại cho anh em, là anh em đi cắt gia đình, mình lặp lại, đi cắt gia đình, cắt nhỏ lẻ, cành nhánh trên cao. Này là thứ cái công suất của nó là nó cỡ cái máy của ông gì, mấy tay mà cắt chèo leo ở dưới miền Tây, tự nhiên nói ngang mình quên mất tiêu rồi, mình không nhớ đâu. Nhưng mà mình biết cái công suất là anh là cỡ bờ lớn đó, nó cũng mạnh lắm chứ nó không yếu đâu. Mitsu Yanma mà dùng mạnh đây thì chơi chỉ ít tin thôi, ít tin 381, 382, 660 thôi. Còn mấy cái máy nhỏ nhỏ này là mình thanh lý hết. Đa số là mấy anh em ở vùng miền cao với lại khu vực miền Tây đó, ta cắt ít ít thì ta chơi cái dòng này được. Còn mình đây là cắt dạng cắt camat đúc bít, thành thử ra phải chơi mấy máy kia mới chịu nổi, chứ mấy dòng này cắt cao su thanh lý chịu không nổi đâu anh em. Anh em biết ngại cắt xe camat mà đúc đít vô chờ là biết cắt cái sản lượng cỡ nào, thành thử ra mấy cái máy nhỏ nhỏ này chịu không nổi. Thử ra mình đổi rồi, mình thanh lý rẻ lại cho anh em luôn. Còn anh em đi cắt gia đình với lại cắt cành nhánh trên cao với lại hạ gãy đổ thì vô tư, không xi nhê gì đâu. Hơi hám là còn bao anh em luôn, để mình test tiếng nổ thực tế luôn cho anh em nghe ha. Mình thanh lý rẻ cho anh em con máy này luôn, đầu lam xích đồ đầy đủ hết, mình bán cho anh em với giá là 1 triệu 2 thôi. Rồi nhanh gọn lẹ, 1 triệu 2 đầy đủ lam xích. Rồi anh em nào trước thì được trước, anh em nào mua sau thì chờ mình con khác ha. Còn cái này là mình đổi với người ta, ta mua chuyện ta mua nhiêu thì ta nói nhiêu mình biết nhiêu. Còn chuyện mình thanh lý rẻ rẻ lại cho anh em xài để làm kỷ niệm chơi thì mình thanh lý vậy đó, bán 1 triệu 2 thôi. Rồi nhanh tay còn chậm tay hết. Mà đặc biệt mình chỉ nhận chuyển khoản nha, mình không có ship COD, mong anh em thông cảm. Mấy cái dòng này là mình đã bán thanh lý rồi, mình thử ra mình không có ship COD gì hết á, cái chuyển khoản đủ là mình đi hàng. Còn vấn đề mà anh em sợ này sợ kia khỏi sợ đi, mình bán từ đó giờ là cái thương hiệu mình là uy tín, mình không có rảnh đâu à lừa anh em 1-2 triệu đồng hay là gì đó, khỏi sợ đi. Mình bán con máy 20-30 triệu, 40-50 triệu người ta chuyển cái bọc hết rồi. Tại mình là cửa hàng lớn chứ không phải là dạng mà kinh doanh nhỏ lẻ thì không tính. Cái uy tín của mình là trên hết, từ đó giờ mình chưa có làm điên với ai bao giờ hết, thành thử anh em khỏi sợ đi. Rồi mình đi vào test thực tế luôn ha, mình giúp anh em còn nhiều hơn gì nữa chứ không ai rảnh đâu đi lừa gạt anh em. Còn ai muốn làm gì làm, mình sao mình không biết. Còn riêng mình là từ đó giờ tánh mình là ngay nói thẳng từ nào giờ, có sao nói vậy. Giờ mình thanh lý cho anh em ha, con này 1 triệu 2 đầy đủ lam xích hết. Rồi anh em nào nhanh chân nhanh tay chốt trước thì được trước, rồi mình test tiếng nổ thực tế cho anh em nghe nha. Mà với điều kiện là anh em đi cắt gia đình và khai thác nhỏ lẻ thì được, chứ không đi cắt cao su thanh lý nha. Cao su thanh lý mình sẽ không bán, mình nói trước luôn. Đó, hơi á. Oh,
anh em. Phát nữa nè. Nghe nha. Bơm nhớt thì cực kỳ mạnh luôn ha anh em. Rồi. Garanti thì thầm mùa xuân. Thoải mái này còn mới lắm mà mình chưa vệ sinh. Rồi. Anh em nào nhanh tay chốt trước thì được trước. Mình nhắc lại là 1,2 triệu ha, nhận chuyển khoản không ship COD. Anh em xem clip thấy hay cho mình xin một like, một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ để tạo động lực cho mình làm nhiều video tiếp theo. Ok, xin chào anh em, hẹn anh em vào clip sau. Bye bye. Còn anh em nào muốn mua 381, 382, 660 thì cứ trực tiếp kết bạn Zalo của mình, nhắn tin trực tiếp qua bên Zalo cũng được. Dạo này mình lu bu lắm, lúc mà mình rảnh thì mình mới lên clip được. Còn lúc mình bận công việc á thì mong anh em cũng thông cảm cho mình. Có nhiều khi 7-8 ngày, 8-9 ngày mình chưa ra được clip mình cũng buồn lắm. Nhưng mà công việc mình là chính, mong anh em cũng thông cảm. Tại mình có mình nên mình làm mà ha. Còn anh em nào muốn xài máy hay là gì kết bạn qua Zalo giúp giùm mình. Rồi, số điện thoại mình cũng để dưới phần mô tả luôn. Thank you, chào tạm biệt, hẹn anh em vào tất cả clip sau. Bye bye.